Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã đến với kênh YouTube của Phát Đầu Tư. Bên cạnh em đây đang là một chiếc xe City RS đời 2021. Và xe này lên một số option rất là hay. Thì hôm nay là sẽ làm một clip để giới thiệu đến cho anh em tham khảo nha. Đầu tiên là cặp đi gầm F10 nhịp màu 4300. Thì theo như lời đánh giá của anh chủ xe thì anh ấy bảo là cái đèn này nó không có đủ sáng. Với lại cái cường độ hoạt động của anh cũng nhiều, đi những cái cung đường dài cũng nhiều. Rồi ở những cái khu vực hay đi ở khu vực có sương đó, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đà Lạt gì đó, thì là cái đèn này nó không đáp ứng được cái nhu cầu của ảnh, cho nên là lắp thêm một cái cặp bi gầm F10 ở đây, nhịp màu 4300 cho cái khả năng bám đường cực tốt. Thì anh chị mình xem là cái phần này là lắp lên zin nha. Cái đường cắt nó ra thì nó tương đối là đẹp đó. Anh chị nhìn thấy cái này là đường cắt ra là khá đẹp, nó không bị che cũng không bị khuất luôn. Đó, ra tương đối đầy đủ. Rồi bây giờ sẽ quay sơ một chút về những cái vị trí lắp cam ở trên chiếc xe City này để cho anh chị mình tham khảo. Bởi vì cũng mỗi cái dòng xe thì nó sẽ có mỗi cách lắp cam khác nhau. Nhưng mà để đảm bảo tính thẩm mỹ thì ok, mình quay cái trực tiếp cho anh chị xem luôn. Thì anh ta thấy là đây là cái mắt cam trước. Thì 360 á, màn hình liền cam 360 thì nó sẽ có bốn cái mắt cam. Một con ở trước, một con ở sau và hai con hai bên gương. Đó. Thì đây là cái mắt cam trước nè. Và đây là cái mắt cam ở bên hông. Đó, mắt này là mắt cam gương. Thì bên gương bên kia cũng có một con như vậy để nó quét cái xung quanh toàn bộ xe và nó mô phỏng cái mô hình. Và đây là cái cam ở đằng sau. Đây, anh chị thấy cái cam ở đằng sau. Đó. Nó như là đồ zin luôn. Nhìn rất là thẩm mỹ. Đó. Cũng có một số anh chị suy nghĩ là hoặc là đem xe đến chỗ nào đó làm mà cái tính thẩm mỹ nó không được cao, rồi sẽ có cái suy nghĩ là lắp những cái đồ bên ngoài thêm vào thì nó làm xấu xe đi. Đó, thì bây giờ em quay trực tiếp cho anh chị xem những cái con mắt cam này làm rất là chỉnh chu, rất là ok. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái phần nội thất để xem là cái ghế điện rồi cái chức năng của bộ cam này là nó như thế nào. Rồi, thì anh chị biết là cái xe City RS này thì là cái cặp ghế này nó là ghế bằng cơ, chạy bằng cơ. Đó, thì mỗi lần mà anh chị mình muốn chỉnh ghế gì á, hay là phải kéo cái gần gạt chỗ này, hay là phải lò con tay xuống rồi móc đi rồi đẩy lên đẩy xuống rất là cực, đôi khi cái đầu đụng vô đây nữa. Đó, thì bây giờ là anh chủ xe này anh kêu lên cho ảnh cái cặp ghế điện 6 hướng. Đây là bộ ghế điện 6 hướng bên em đã lên rồi. Đây là chức năng đi tới nè, đi tới và lui. Còn gạt đây là nâng hạ độ cao, nâng hạ cao thấp. Và đây là cái điều chỉnh ngã lưng. Đó. Đây anh chị thấy nè, ngã lưng chạy lên xuống, hoạt động rất là mượt, rất là êm. Em sẽ đó, cái mic em ở đây là nó rất là gần với lại cái khu vực ghế này, nhưng mà anh chị thấy là nó không thu được cái tiếng gì hết. Đó, chạy rất là êm, rất là mượt luôn. Rồi, những cái chỗ ốp này nè thì là nó là như zin. Đó, anh chị thấy nó khít như vậy. Rất là đẹp. Thì ta nhìn vào thì không ai biết đây là ghế độ đâu. Rồi, bên ghế bên kia thì cũng vậy, chức năng cũng y chang vậy luôn. Cũng là tới lùi rồi lên xuống rồi ngã lưng, cũng 6 hướng thôi. Ok, thì cái ghế điện này là một cặp ghế điện này. Rồi bây giờ xe này có làm thêm cái led nội thất với lại màn hình 360. Thì bây giờ sẽ cầm camera sẽ vào trong xe để quay thực tế cho anh chị xem cái chức năng của cam 360 và cái loại cam Eleview bản Eleview Basic này nó như thế nào, nó có tốt không. Rồi anh chị thấy đây là cái màn hình liền cam 360 Eleview. Thì về chức năng thì nó cũng giống như những cái màn hình của những cái dòng màn hình Android khác thôi. Nó cũng không khác gì nhiều, nó cũng đầy đủ tính năng. Nó cũng có phần mềm Vietmap S1, rồi cũng có YouTube không quảng cáo, rồi nó cũng có thêm những cái ứng dụng của bên IK. Ví dụ như là áp suất lốp hay là cam hành trình đồ này kia đó. Ok, thì nó cũng có sẵn ở đây hết.
những cái chức năng giải trí thì nó cũng y như những cái dòng màn hình Android khác thôi. Cái màn hình này cấu hình nó là RAM 3GB nha. Rồi, nhưng mà vậy thì màn hình Android thì chắc là anh chị cũng biết nhiều rồi. Chúng ta sẽ không giới thiệu nhiều về cái phần này nữa. Chúng ta sẽ tập trung về cái camera đi. Bây giờ em sẽ mở cam lên. Thực ra là nó cũng rất là tiện. Ví dụ như trong trường hợp mà anh chị đi di chuyển mà chúng ta cần quan sát ở hai bên lề. Ví dụ như chúng ta cập vào một cái phần nào đó đi, thì khi mà đá sinh nhan lên anh chị thấy nè, đây chính là cái phần lề và đây là cái phần bánh xe của mình rất là dễ canh đó. Ví dụ như bây giờ em muốn canh cho nó vô, cho nó sát lề cũng được, hoặc là muốn cho nó ra cũng được đó, rất là đơn giản. Cái này rất là tiện luôn, mình không phải đây, giống như tới khúc này là thấy là bắt đầu nó hơi cấn cái thềm đó, phải đánh cho nó ra một xíu đó, rồi lên đó. Mình không phải mất công là phải mở cửa ra nhìn hay là phải nhờ người khác coi, và khi mà mình lùi cũng vậy đó, rất là tiện. Rồi bây giờ lại lấy vào lại đó, thế là xe mình nó lại thẳng tắp ngay sát luôn đó. Rồi thì đó, những cái nó cái màn hình 360 á là nó tiện lợi như vậy đó. Rồi khi mà cam lùi đi đó, cam lùi anh chị thấy không, rất là nét. Cái chất lượng cam của cái dòng màn hình này nó rất là nét. Nó có cả cái vạch đánh lái, cái vạch căng ở đây đó. Cái vạch này cũng rất là hay bởi vì nó lấy theo cái tín hiệu zin của xe để mà nó mô phỏng lên cái vạch này, nó cũng rất là chính xác á, chứ không phải là ảo đâu. Vì thấy bây giờ camera đưa ra xa một tí để em đánh cái vô lăng cho anh chị dễ hình dung này đó. Khi mà mình đánh cái vô lăng, cái chiều vô lăng ở đâu thì nó sẽ mô phỏng là cái xe của mình nó sẽ đi cái hướng đó. Rất là hay. Rồi, và 360 toàn cảnh thì ở đây anh chị xem là cái phần xung quanh này nó không có điểm chết luôn á đó. Cái 360 toàn cảnh này nè, mặc dù là mình bấm vào đây thì nó là sẽ ra từng góc, nhưng mà anh chị muốn xem toàn cảnh từ trên xuống dưới thì nó mô phỏng gần như là chính xác 100% luôn, rất là hay đó. Rồi, và trong này nó cũng có một số những cái cài đặt để em lùi xe tí, cái cảm biến này nó kêu quá, nó bị cái chậu ở trước xe nó kêu. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng cái bộ cam 360 này một chút về cái phần cài đặt. Bởi vì thông thường á, thì khi mà anh chị đi lắp cam 360 á, là anh chị thường để cho những anh em kỹ thuật ở bên chỗ anh chị làm, người ta cài đặt sẵn cho mình những cái tính năng. Nhưng mà đôi khi là mình muốn cài theo cái ý của mình á, thì mình phải làm sao. Ok, bây giờ em sẽ hướng dẫn sơ sơ một chút về cái phần ở đây. Thì khi mà anh chị lên cái giao diện 360 đó, ví dụ ở đây nó lúc nào nó cũng có 360 đây, thì mình vào đây rồi là nó sẽ lên cái giao diện 360 này, và chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt. Ở đây nó có rất là nhiều thứ mà anh em mình có thể tùy chỉnh được. Ví dụ như là đây nè, mấy cái phần này cũng là đáng lưu ý. Ví dụ như cảm biến radar đi, thì khi mà xe anh chị có cái cảm biến zin á, xe zin của anh chị có là cảm biến mà anh chị lắp cái màn hình này vào, thì nó cái chức năng của nó khi mà anh chị chạy xe mà nó có cái vật cản nào đó ở phía cảm biến, nó báo lên cảm biến zin, nó báo lên thì nó tự động kích hoạt cái camera 360 này lên luôn đó. Những cái tính năng như vậy rất là hay. Rồi thì đây là góc cam để anh chị có thể tùy chỉnh được cái độ to nhỏ thu phóng đó, tức là chỉnh làm sao đó. Ví dụ như em để cái phần này đi, phần phía sau đi, ok, thì em đó phóng ra hoặc là thu lại đó. Thì cái này là tùy theo cái cách mà anh chị muốn sử dụng nó như thế nào. Chứ còn thường thì anh em kỹ thuật người ta sẽ chỉnh thêm một cái gọi là cái một cái mẫu chung. Đó, đây cũng vậy nè, chúng ta cũng có thể thu phóng được, ok ha. Rồi đây là phần góc cam, còn ở đây mới là cái phần quan trọng nè. Ở đây nó có một số những cái tính năng, nhưng mà khi mà thường mà anh chị lắp anh chị hay bỏ qua đó. Ví dụ như mở đèn sinh nhan khi ấy, thì cái này mình phải on lên để lúc mà mình sinh nhan mình cặp lề á, thì mình mở sinh nhan, ví dụ như mở sinh nhan lên vậy thì nó sẽ bật cam. Còn nếu như mà anh chị tắt cái tính năng này á, thì là nó sẽ không lên cam nữa.
thì mà anh chị xi nhan thì nó không lên cam nữa. Rồi, còn cái màn hình thu nhỏ cái tốc độ trên 30 km cho 1 giờ này, đó là khi mà anh chị chạy xe mà trên 30 km trên 1 giờ, nó sẽ khi mà anh chị ví dụ đá xi nhan đi thì nó sẽ không hiện toàn màn hình lên mà nó chỉ hiện một cái góc nhỏ ở đây thôi. À, nó chừa cái không gian này ra để cho anh chị thao tác những cái tác vụ khác, ví dụ như anh chị xem bản đồ hay là làm gì đó là nó không bị gián đoạn. À, rồi cái này cũng nên mật ha. Còn mở camera khi nhấn đúp cái này đó thì cũng nên mở lên để mà khi mà anh chị chui vào những cái hẻm nhỏ thì mình chỉ cần bật cái nút hide này lên thôi là tự nhiên nó lên cái camera hai bên hông đó. Đó thì nó lên hai cái camera hai bên hông là anh chị không cần phải vào cái giao diện cam rồi nó rườm rà phức tạp đó. Thì những cái này rất là dễ nhớ thôi. Rồi nó cũng có nhiều cái nhưng mà chúng ta chỉ lưu ý một số mục mà mình hay dùng. Ví dụ như mở camera khi tốc độ giảm xuống 20 km/h thì cái này cũng tùy nhu cầu. Có nhiều người ta thấy khó chịu nhưng mà có nhiều người thì người ta cũng cần. Tức là khi mà anh chị chạy xe cái công tơ mét đồng hồ của anh chị xuống dưới 20 km/h, camera 360 tự động kích hoạt. Đó, thì kiểu là vậy. Rồi, tắt cam khi tốc độ trên 30 cũng có luôn, chúng ta có thể on hoặc off cái này. Đó. Rồi có một số cái ví dụ như là cái màn hình thu nhỏ nè sẽ tự động tắt đó, thì đó nhiều cái như vậy đó, anh chị có thể vào để đọc rồi mình tham khảo, mình coi cái nào cần mở, cái nào không cần mở ha. Rồi nhưng mà cái đặc biệt ở đây là cái phần cài đặt tham số này thì anh chị không nên vào đây. Cái này là để cho cái phần kỹ thuật người ta sẽ canh chỉnh cam 360. Nếu mà anh chị vào đây mà anh chị bấm lung tung tung nhiều khi là cái bộ cam nó sẽ hoạt động không đúng, không ổn định, thì cái phần này là chỉ anh em kỹ thuật người ta biết á. Ví dụ canh cam, trải bạc ra canh cam thì người ta cần vào những cái chỗ này rồi người ta nhập thông số của xe đó, thì cái này thì anh chị không nên vào ha. Mình chỉ có cài đặt những cái phần trên này thôi, những cái cơ bản trên này. Rồi ở đây có cái phần cài đặt ghi hình, thì ở đây em cũng có để cho nó đang quay phim. Nó quay cùng lúc 4 cam luôn. Rồi đây em mở cho anh chị xem. Nó sẽ nằm ở cái phần quản lý tập tin này. Anh chị vào cái phần USB 2 ha, rồi vào phần video bên này. Nó sẽ có một số cái video mà hồi bữa xe đậu bên gara em á quay á. Đó. Đây là đang coi lại nè, coi lại lúc hôm qua khi mà xe đang đậu ở gara để chuẩn bị làm nè. Đó, anh chị thấy cái chất lượng hình ảnh không? Rất là nét. Và quay cùng lúc đồng thời 4 cam. Và ở đây có cả ngày giờ đây. Lúc này là khoảng 4 giờ mấy chiều. Rồi, thì em đã hướng dẫn cho anh chị một số cái tính năng về cam 360 như vậy thôi để cho anh chị mình dễ xài thôi. Đó. Chứ còn nó cũng không có gì gọi là quá nhiều để mà giới thiệu cho anh chị những cái mục như thế này. Ngoài ra cái xe này còn có thêm lắp thêm cái bộ led nội thất. Không biết là hiện tại bây giờ trời đang sáng, không biết là camera có quay anh chị nhìn có rõ không, nhưng mà cái bộ led nội thất này rất là đẹp. Nó chạy từ đây nằm phía dưới màn hình qua đây đó, rất là mượt, rất là đẹp luôn. Và nó có tùy chỉnh đổi màu, tất nhiên là anh chị có thể đổi màu theo ý thích hoặc là nhấp nháy theo ý thích. Nó cũng tùy chế độ nữa. Bộ led nội thất này chúng ta có thể đổi tới 64 màu nha anh chị. Và nó cũng có khoảng đâu đấy 50-60 cái chế độ khác nhau. Nhấp nháy nhiều màu, nhấp nháy một màu hoặc là nhấp nháy những cái màu mà anh chị chọn. Đó. Nhìn chung thì nó rất là đẹp. Và bên phần cửa này. Bên phần cửa như thế không? Nó nằm từ đây sang đây. Đi theo một cái đường vòng cung bên đây. Tức là theo cái đường viền của cửa xe luôn. Đó. Rồi cửa ở đằng sau cũng vậy. Chắc cửa đằng sau là camera quay anh chị dễ thấy nhất. Đó. Rồi, nó đi theo cái viền đó anh chị thấy đẹp không? Rồi cả dưới học để ly cũng có kìa. Đó, học để ly. Rồi ở trên chỗ tay nắm cửa cũng có nữa. Cái led nội thất này ngoài cái việc mà anh chị dùng để trang trí thì nó cũng hỗ trợ tầm nhìn cho mình nữa chứ. Đó. Nhiều khi mà mình đi trời tối rồi lấy đồ lấy đạc gì trong những cái học ly đó phải bật đèn flash điện thoại lên nó khá là bất tiện. Cái này nói chung mà nó cũng không, nó chỉ để trang trí thôi, nó không phải là cái ánh sáng quá nhiều nhưng mà cũng đủ để
mình nhìn thấy được một cái số điểm đó, rồi tay nắm cửa nữa. Em có nhiều lần là ngồi ở ghế sau, không nhớ là xe gì nhưng mà phải bật đèn flash lên để kiếm cái tay nắm cửa. khá là bất tiện. Rồi thì em giới thiệu nhanh với anh chị một số món đồ lên cho City RS đời 2021 đó. Anh chị mình xem tham khảo nha, nếu mà có nhu cầu thì anh chị có thể liên hệ với hotline công ty bên em hoặc là đến trực tiếp 332-334 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, thành phố Thủ Đức à, để bên em có thể tư vấn nhiều hơn cho anh chị ha. Cảm ơn anh chị nhiều.